Qua như Ngọc dành cho em NST. Ây da, trời ơi Thành. Trời ơi Diễn kìa. Trời ơi. Bạo lực phim trường. Tao chết cho mày vừa lắm. Đừng xin. Mày làm gì vậy? Bạn này chị nói một nín thở gì đó. Anh không tập trung gì hết. Nãy là anh nói là bạn này đứng lên vậy nè. Nín thở là nhà hơi dài hát hay. Đúng là anh không tập trung gì hết. Bạn nói như vậy là đúng như vậy. Đúng rõ ràng. Em nói rõ ràng là đi mà. Như vậy. Ê nãy giờ. Dễ sợ thiệt luôn á. Dây sao đúng không? Mọi người thấy không mọi người? Quên rõ ràng luôn á. Quên rõ ràng đúng không? Bây giờ cái quýt này thiệt nè. Bỏ ra. Anh Giang ạ. Cùng với anh Đại Nghĩa và tất cả các khán giả đang xem chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Giao này đẹp ra luôn nè. Giao này đẹp ra luôn nè. Có tình yêu phải không? Em yêu ai? Em có yêu. Em yêu ai? Tình yêu của em đó chính là âm nhạc. Trời ơi, cái câu này còn xưa hơn. Lời tiên em xin chào hai anh cũng như là chào tất cả chào anh Đại Nghĩa cũng như là chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Giọng Ai Giọng Ai. Em thì em thấy là nếu mà Lê Lộc đã ở bên này rồi thì em cũng mong muốn là em về sẽ ngồi Lộc. Vâng đúng rồi. Em sẽ về với Lê Lộc. Ủa? Để sao vậy sao? Gọi là tình chị em thì có chắc bền lâu đấy. Ôi không bền đâu. Ủa sao nghe nó hai đứa thân với nhau lắm mà. Nguyễn Lộc ác á sao? Tại vì sao? Em nên đi về không? Tại vì sao? Vì Lê Lộc cũng muốn cái gọi là ngồi với ST đó. Đã thế thì không cho tội nguyện. Đúng vậy. ST, về đây. Khoan Lộc, tức là ST em vẫn còn hoạt động âm nhạc phải không em? Dạ còn. Em muốn có những bài hit không? À nghe nói là có một cái tình cảm gì đó với một cái nhạc sĩ nào đó. Cho nên nếu em muốn có bài hit thì nên né Lê Lộc ra nha. Cái đó là hàng để trưng, hàng để cúng nha. Anh ơi. Hãy nhìn đi, Tuấn đứng dậy. Ba đứa bận bộ đồ vậy, đứng với một team thì em nghĩ thế nào về đồ? Đúng rồi. Em bối rối. Rồi cái gì thế? Lần đầu tiên em có một trái tim vậy. Không thích ăn phải không? Không thích ăn thì thôi. Anh hay chùi giật em lắm. Anh hay chùi giật em. Anh làm gì em? Chùi giật. Không có đâu những cái lời vừa rồi như Hoa như Ngọc dành cho em với Dusty. Ây da. Trời ơi Thành. Trời ơi. Trời ơi. Bạo lực phim trường. Tao chết cho mày vừa lắm. Đừng xin. Mày làm gì vậy? Mà ở đây bao nhiêu cái camera người ta thấy rõ mồn một. Mà em nỡ lần này em làm như đúng rồi với ST. Đâu có đâu những cái lời vừa rồi như Hoa như Ngọc dành cho em với ST. Ây da. Trời ơi Thành. Ôi. Ôi. Tụng của mặt nó còn được kêu quang à. Đâu hồi nãy anh Thành nó kêu em tát cho mặt em. Rõ ràng. Chứ tao điên nữa, tao điên nữa rồi. Em phải làm như thế để em có thấy là nó có một cái hàng rào che mấy con gà lại không? Tại mấy con gà nó hận cái bạn này lâu lắm rồi. Sợ là bay lên mổ bạn này đó. Tại vì cho người ta ăn có một hộp và kiểu là nghĩ làm sao mỗi bữa ăn có một hộp duy nhất à. Thì mấy con gà nó căm phẫn trong lòng. Thì nó kể chuyện ngụ ngôn cho các cháu chứ gì nghe vậy đó trời. Em bị dính virus gì vậy? Đây là cái mấy cái con gà đó nó nhập vô em, nó truyền tải cái thông điệp. Không có kể chuyện ngụ ngôn nữa kìa. Em rồi, em Tập trung. Bỏ qua những cái chuyện mà viễn vông đó. Cô không về ghế này mà cô về ghế này anh ơi. Ôi bữa nay muốn đổi trời. Em hết đổ mồ hôi rồi anh. ST đổ mồ hôi rồi. Mà quan trọng là có hát hay không? Hay. Sao hay? Tại vì cái mặt này là mặt lanh. Em cũng công nhận lanh luôn á. Mà lanh nặng luôn á anh. Lanh hả? Là cái mặt lanh tanh. Lanh hát cũng hay. Tuấn bớt làm duyên là em. Tuấn ngồi cái thế gì kỳ vậy? Mình tham gia chương trình á. Mình tập vô câu chuyện cái mình đừng có câu chuyện. Ai chụp hình anh vậy? Sao tụi mình ngồi cái dáng y như chụp hình vậy? Sao Tuấn nhận xét anh nghe coi. Dạ lanh thì sao? Nãy nói lanh sao anh? Lanh hát hay. Dạ lanh hát hay.
như cái vườn rau người ta là đang đứng với hả đại gia đình người ta đứng kế bên cái vườn rau đó, tự nhiên bứng người ta lên cái trồng vào một cái vườn khác. Em tưởng bứng lên là sẽ đi nấu ăn hay làm cái gì đó mà bạn bứng cái đó lên xong bạn đâu có gì đâu em, chẳng qua tao muốn giải tỏa cái vườn rau cũ qua vườn rau mới thôi. Đúng rồi. Vậy hả? Nãy giờ em có nghe mọi người nói gì không Tuấn Trần? Là có. Có hả? Em nghe mọi người kể chứ. Vậy thôi bây giờ em nói đi, ý kiến của em sao? Hồi nãy em nói rồi mà. Nói đầu rồi Nghĩa. Bây giờ anh nói lại được không? Đó. Anh đó. Anh nói rồi á. Thôi bạn xong này. Ủa, nãy rồi. Nó nói gì để còn nhớ nó kìa. Nó nói nó bạn này hát hay. Chơi hát hay. Chỉ nói một nín thở gì đó. Anh không có tập trung gì hết. Nãy là em nói là bạn này đứng lên vậy nè. Đó, nín thở là hơi dài hát hay. Đúng là anh không tập trung gì hết. Bạn nói như vậy, bạn đứng như vậy đúng rõ ràng. Em nói rõ ràng là vậy mà. Thành ơi, bữa nay em xui quá Thành ơi, em rước hai đứa lật lọng có trở mặt gì trở bàn tay vậy đó. Tụi bay chơi chơi riêng qua nhà này tụi anh. Anh vô vô anh. Ờ, nó quýnh rồi quá. Dạ. Ờ, ừ. Về. Về kìa. Nè. Thôi. Ừ, đừng có thấy sao qua làm hồi đi. Trời ơi. Trời ơi, anh ơi, anh coi lụa anh như dịch kìa. Cái gì cưng? Dạ đâu có đâu, em mừng anh về. còn em chỉnh ghế với anh mà. Thành, em nói đi bạn này thế nào? Hết muốn nói. Mất hứng rồi hả? Em ghét hai đứa này quá. Nói em... đi. Thôi, nói đi nè. Dạ thưa anh. Xét về phương diện nhân gián học, bạn này có một loại gương mặt sẽ mang đến những niềm vui khi bạn hát. Xét về dáng đứng và phong cách tự tin, bạn cũng sẽ mang đến niềm vui khi bạn hát. Và xét đến cái độ tập trung thì thằng em của em nó là vuốt tóc và ngồi một mình. Nên nghe anh nói mà anh kiểu thì đại khái là bạn này tất cả mọi yếu tố đều là hát không hay. Ok rồi, chào qua tiếp theo anh bạn số 3. Sao kỳ vậy? Sao em? Sao ST? Em cảm giác không hay một tí nào. Tại sao? Chỗ nào? Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy không hay thôi. Tại kiểu em bạn ơi, có bạn thể là bởi vì cái gương mặt hoặc cái dáng dấp của bạn ấy nhìn có vẻ nó hơi phớt đời, nó hơi bụi. Bạn nhét một cái vô đúng là cái style này rất là bụi. Là bụi bặm hay là nó rất là hợp thời. Nhưng mà kiểu bạn không có nhét một cách tinh tế. Bạn nhét nó cũng chưa có tinh tế, cũng như là bạn không có làm chủ được tất cả mọi thứ của bạn. Cho nên là SC nghĩ rằng là cái bạn này, bạn cũng sẽ không làm chủ được cái giọng hát của bạn luôn. Nên mà em suy nghĩ bạn này hát không hay. Có thể bạn ấy không phải là những người hát dòng nhạc trữ tình hay ballad nhẹ nhàng. Đúng rồi. Để feel cái giọng của mình, bạn ấy có thể hát những cái dòng nhạc khác, nó cá tính hơn, nó mạnh mẽ hơn. Và thậm chí bạn này cũng có thể sáng tác luôn. Bạn kiểu là thích gì hát đó. Kiểu như là cái áo bỏ thì cũng thích bỏ sao bỏ luôn á. Tuấn nói cái này đúng, là tại vì thí dụ nó có những cái dòng nhạc như là bà gì anh? Đèn bầu quá. Vàng đất đi ngoài. Cái từ đó ta đã né rồi. Em... cái từ cần né thì không né, thì cái từ nói là cái từ đó sẽ có né. Anh kỳ quá, anh nói rõ ràng là vậy đó. Nói định quýnh cái nữa đó. Em nghĩ rằng bạn này sao? Dạ. Em nghĩ bạn này sao? Dạ đúng rồi, hồi nãy em kêu hát hay á. Hát hay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Bạn này là cho em nhớ cái bạn mùa 1. Cũng là một cái trạng thái như thế này, cũng kiểu hả đơ đơ, kiểu nhép nhép miệng nhỏ, xong rồi gương mặt cũng sáng sủa và hát rất dở. Tự nhiên em nhớ tới cái lúc mà em ngồi cũng trên cái ghế này cùng với anh Trấn Thành và cũng bị vùi dập như vậy và nhìn thấy một cái bạn y chang như vậy. Tự nhiên em nhớ lại cái quá khứ của trời em. Trời, tôi vùi dập nó nào trời, sao nó gieo nghiệp dữ vậy trời. Anh đi đâu anh cũng hiếp tay vậy thôi. Anh dễ sợ quá anh ơi. Ủa em phản anh luôn hả? Thành, hồi nãy anh nhớ em là cái người mời mọc ST về. Bởi vì nó là cái ba như combo quần áo. Em trân trọng tôi nói, em khen ngợi tôi nói lắm anh. Sao kỳ vậy Thành? Anh đổi đội đi anh ơi. Thôi thương anh đi. Không có bền đâu. Đừng ăn hiếp anh nữa. Thôi em thương anh lắm luôn. Thôi thương anh mà. Thôi thương mà. Thôi anh nói tiếp đi. Thật ra vậy nè. Không, em kêu anh ST nói. Không, em kêu anh ST nói. Thôi anh nói đi, em giỡn á. Thôi đừng giỡn chừng mình thế nào tao không tháo râu mực mày. Nói như là bạn số 4 á, bạn này đúng y như ST nói luôn, là nó nằm ở cái e mà đẹp động trời mà hát động lòng luôn á. Thì đó, nhưng mà quan trọng là gì, bạn này không có khả năng diễn xuất giỏi, không tập trung tốt luôn. Em ơi, nếu như một người mà đã không có khả năng diễn rồi bây giờ nghĩ rằng là hát không hay nữa thì liệu chương trình có cho vô không? Tại vì sao? Ít ra phải có một không hai chứ. Tại vì trong cái nhúm của bạn này là có ông số 3. Hồi nãy thấy ông số 3 là đã ngờ ngợ rồi.
sau khi cô clip nó thấy đằng sau nó đeo cái bông tai, nó có những cái hình xăm nho nhỏ. Đúng anh, bông tai nó không có liên quan, em cũng đeo cái bông tai như vậy, anh đừng có liên quan, đừng có không, tại vì thường thường những người bông tai to sẽ là những người hát hay giống như anh hát hay đó. Người ta là có chất người ta mới đeo bông tai. Đúng rồi. Không, em không có chất, em không có đeo. Em đeo tới ba luôn mà. Cái gì? Đeo ba lỗ. Chạy tôi bay chứ. Ai nó khoe coi tôi mấy lỗ mấy lỗ à? Chứ vậy. Để Thành nói tiếp nè. Một hầu em điên à? À. Để cái máu tôi cuộn. Tém lên, tém là Thành, Thành ơi tém lại, tém lại. Cái thứ anh em thấy đó là hả? Cái thứ anh em thấy đó là hả? Cái đeo bé sao? Tay á, số 3 đeo con tay nó có chất đầu thì nó chơi chung nhúm với nhau. Thì cái đứa này ca hay thì đứa kia nó phải ca dở. Anh hiểu không? Theo cái định luật tự nhiên nó như vậy. Tại ba đứa ca hay, đứa nâng nó không bao giờ xếp để quay chung một suộc. Đúng không? Không. Không. Đâu có lý do gì đâu. Sao vậy? Anh sao? Hôm nay ai cũng phản anh luôn á. Ờ anh sao? Nhưng mà cái cậu số 4 này là cái khả năng hát không hay là nhiều, là nhiều lắm luôn. Excuse me, can I phát biểu okay? Trời, can I phát biểu nữa. À, bạn số 4 hát hay đó anh. Dạ, hết. Có lý do gì không? Dạ, hay. Excuse me. Dạ. Why? Because ai nghĩ hay okay. Ai nghĩ hay. Có khát vọng mà bình tĩnh khi thể hiện một cái gì đó. Và bạn này nó nằm ở cái phe tài năng. Em hy vọng mà có niềm tin nhiều hơn là bạn này hát hay. ST, ý em thế nào? Em bất ngờ luôn á. Em bất ngờ là lần này em cùng ý kiến với anh Thành. Đừng có sao. Thiệt luôn á, em ngạc nhiên luôn á. Chưa bao giờ em cảm thấy em ngạc nhiên như vậy. Tại nãy giờ dễ sợ thiệt luôn á. Diễn quá lâu quá. Cô ta nó 3 giây sau đúng không? Mọi người thấy không mọi người? Quên rõ ràng luôn á. Quên rõ ràng đúng không? Bây giờ cái quýt này xem nào. Bỏ ra anh, bỏ ra anh. Anh nhảy sập sàn người ta bây giờ. Ê quá à. Cái gì em? Cô làm gì vậy? Ủa anh đánh tay luôn á. Cô làm gì vậy? Trời ơi sao vậy Thành? Anh bị gì vậy Thành? Ủa anh đánh tay vậy luôn á. Không, không anh. Không anh. Anh đánh tay vậy luôn á. Không. Trời mọi người. Em có con người nó bay ngang quá. Em đỡ nhưng mà anh nó hút máu anh kìa. Đi chuyện. Ủa nè. Ủa trời ơi. Trong bữa nay em thấy không? Đổ đàn luôn bộ. Cái độ gì mà dễ sợ quá vậy. Để nhìn sang bên này mới thấy bọn em đoàn kết đúng không? Đánh anh? Đánh đàn luôn. Đấy. 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 Em đoàn kết nè anh. Thật sự quá là đoàn kết luôn. Nói một lời đi anh. Anh nói đi anh. Chứa thiệt á. Đào đào. Đùa đánh người ta luôn. Hai bạn đều có cái nhịp. Lúc mà mấy bạn diễn tay chân này kia thì theo như em là một kinh nghiệm dancer thì em thấy là bạn có nhịp điệu. Nhưng mà em nghĩ đặc biệt là bạn số 3 luôn, tại bạn số 3 bạn kiểu bạn rất là tự tin luôn á. Bạn là phải hát dòng hay kiểu mà tự sáng nhưng tác mà luôn. Đây là cái lúc đi nè, bây giờ đi nè. Em cần đồng đội của em phải tập trung và chuyên môn để mà hả tìm ra một cái người nam để hát cùng với em. Mà anh Chiến Thành có ngồi anh chơi chim hoài. Đúng. Anh chơi chim, chơi nè, có một con chim cú ở trên cái phải không? Tôi chỉ coi cái đồng hồ thôi mà trời. Mà sao anh còn cái chuyện tôi chọn cho em là cái chuyện của tôi. Còn em nãy giờ mới là cái người duy nhất không tập trung. Miễn tôi chọn cho em được thôi đâu chứ. Đâu có đâu anh. Em thấy anh ST nãy tập trung mà. Chưa bao giờ thấy một cái đội hình nào nó hòa hợp về trang phục. Nó đúng không nào hòa hợp về ý tưởng hết trơn á. Anh chưa bao giờ em thích hai đứa này luôn anh ơi. Thiệt luôn. Bạn cái cách bạn hồi nãy ngân cái chữ nói dối á. Đâu có dài như vậy em. Không, thiệt, em nghe giọng dài á, làm thấy có hơi á. Hát hay á. Có nghĩa là, em hiểu ý của thằng Tuấn, có nghĩa là nó biết cách kéo hết cái chữ đó rồi mới thôi à. Đúng. Chứ không phải là nhét cho có. Hay quá à, đồng đội tinh tế quá à. Em không thấy điều đó hả? Đồng đội tinh tế hiểu được mấy cái điều đó luôn á. Em chỉ nói hồi nãy em khẳng định bạn này là hát hay. Tại bạn đứng cái dáng gì nè, mà kêu là để hát cho nghe đó. Nó đồng tình mà nó làm cái thái độ y như cái dè biểu tụi em vậy đó. Tại vì hiện nay chúng ta chỉ có cơm sườn và đì tóc. Chúng ta còn chưa có những cái món tráng miệng trái cây. Dạ vâng. Như bánh ngọt. Bánh lăng, dầu ua. Dầu ua, chè đó. Bánh lăng, nhiều lắm. Nhiều lắm. Trời ơi. Chè sen yến, chẳng hạn. Tuấn Trần, em nghĩ rằng bạn nào hát hay nói lại lần nữa nè. Em nghĩ là bạn số 3 hát hay. Số 3, bạn ST nghĩ rằng bạn số 2 hát hay đúng không? Giờ cá nè. Cá nè. Em nghĩ là đồng đội với em và anh ST thì chỉ cần hai anh em mình thống nhất thôi. Ví dụ mà mọi người muốn ăn mình có thể mời mọi người mà đúng không anh? Đúng rồi em ơi. Ê, em không đồng tình với hai đứa này nè. Nó đang tỏ ra là có học thức.
đang tỏ là có thức rồi, nó đi dạy như là nó đang tỏ là có thức rồi, mấy anh muốn ăn tôi mua cho mấy anh ăn, với lại bị ghê vậy. Ý là nó anh Hạnh, nó anh Hạnh với em, anh Hạnh tôi là cần mấy em bố thí à. Không có, mới nghe tôi, chú tôi là phàm ăn tục uống à. Sao Thành đề xuất món gì Thành? Bánh lăng da ua chè sen yến, bánh lăng với da ua đi, da ua, da ua, bánh bánh lăng. Không ai không ai chọn chè sen yến hết. Bây giờ quán tôi xì, ai thắng lựa chọn cái đáp án của mình xong. ST chọn số mấy là loại nè? Em chọn số 3 loại. Ok, Tuấn Trần chọn số 2 loại đúng không? Số 2 loại, quán tôi xì. Nhưng mà tại sao mình không chắc chắn thì mình không chọn, mình đến khu vực khác luôn. Anh ơi, trả rồi anh ơi. Không, ta chưa chọn mà, chú kỹ, ngồi im đi, có đồ ăn ngồi im. Vậy ok, mình cộng đi, số 2 với số 3 cộng lại chọn số 5. Hai này nó điên rồi anh. Trời ơi. Tôi giữ vừa từ cái năm tôi mới khùng á, tao chờ ăn cái bánh lăng tôi mới mòn mỏi à. Thôi khỏi đi anh ơi, chứ em mua cho anh cái bánh lăng anh ăn. Trời, ăn của tụi em sao dục quá thiệt á. Nói lỡ số 3 và số 2 đều hát hay đúng thì sao, thì coi như anh xui, lúc đó ai thắng ai thua? Cả hai đều hát dở đó. Hát dở thì tụi anh có hai món ăn rồi sao, đúng không? Thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà cả hai được người đều hát hay thì coi như là cả hai đứa em đều thua, bao cả nhà gì đâu, hai món luôn. Ăn được miếng của tụi em cực khó quá. Hỏi đến 1.000 câu hỏi mà em trả lời tốn cho cả lo. Anh thấy em chèm, em còn dám bỏ tiền ra em cho anh Thành ăn mà. Trời ơi, nói gì vậy? Đây là thưa quý vị, chúng tôi là có những cái màn gọi là điêu với nhau để mang lại không khí cho quý vị, chứ không phải là chúng tôi là cần cái sự và gọi là dây vò nhau. Có ý là nếu mà em thua thì em vẫn bỏ tiền lên bao anh Thành, bao mọi người mà, đúng không? Sao mọi người có hai anh mà một da ua với lại bánh lăng mà hai anh không chấm cá là sao? Đâu cá rồi. Cá rồi. Chúng tôi này, chúng tôi nhắc lại nè, chúng tôi là nghệ sĩ ngồi để chơi để mang về ăn cho nó vui, chứ không phải là chúng tôi là những vấn đề bất hạnh mà các bạn là Mạnh Thường Quân nha. Nha. Tù xì đúng không? Em đã kéo nha. Trời ơi. Quán tù xì. Vậy theo ST đúng không? Giờ loại số 3. ST thắng, mình theo ST loại số 3. Trời